Vâng, xin chào anh em nhé. Tôi sẽ làm cái cây phi lao này cái giai đoạn tiếp theo. Và có một số những điều cần lưu ý tôi sẽ nói cho anh em nghe. Thì cái video này tôi sẽ xoay quanh cái vấn đề của người mới chơi. Còn một số anh em mà biết rồi ấy, thì cũng có thể là tham khảo hoặc là biết thì là tư vấn thêm cho tôi. Tôi luôn đón nhận và không bao giờ là bảo thủ. Thì trong cái quá trình làm cây có rất nhiều những cái mà cần phải rút ra những kinh nghiệm, những cái mà cần phải lưu ý, lưu tâm và cách làm để cho trở thành một cây đẹp một cách nhanh nhất mà chuẩn nhất. Thế thì cái kiến thức của cây cảnh nó rất là rộng. Cho nên là mỗi lúc chúng ta trau dồi một ít thì sẽ cho ra một cái tác phẩm đẹp. Thì bây giờ anh em theo dõi tôi làm. Trong quá trình làm tôi sẽ nói thêm về những vấn đề cần lưu ý trong bonsai. Đây là cái cây phi lao. Có lẽ sẽ nhiều anh em nhận ra cây này. Bởi vì trước đây tôi mới mua phôi về, tôi đã làm cho nó sống. Và trồng sau một năm bây giờ nó đã thành một cái cây khá khỏe. Tuy rằng những cái tay chi, tay cành này nó còn nhỏ. Tôi phải làm thêm để cho nó to cái cành nhá. Bao giờ cái cành, những cái cành như thế này, nó to bằng ngón tay cái của chúng ta trở lên, thì lúc bây giờ ta cắt giật. Đấy, cây phi lao lún rất đẹp. Đây là những cái tay đang nuôi. Thì tại sao chúng ta lại phải nuôi phóng để cho nó nhanh lớn? Một số anh em là không biết là khi mà nó thấy có tay cành như này rồi thì chúng ta cứ cắt giật, cắt ngắn nó đi. Cắt ngắn đi là làm bông ngay. Làm như thế thì nhìn nó đẹp ngay, nhưng mà cành này nó sẽ không to được. Bởi vì trong quá trình trao đổi chất từ thân lên những cái cành lên lá này, để cho cành nó vươn to phát triển, chúng ta lại cắt chặn đường của nó đi thì là nó sẽ dồn lực vào cho những cái chỗ khác, hoặc là cây sẽ bị chột, dinh dưỡng không truyền lên đây được. Dinh dưỡng không truyền lên đây được thì đương nhiên cái tay cành nó không to được. Thế thì chúng ta uốn làm sao định hình cho cái bộ gọng này. Ta phải làm xong thành bộ gọng. Sau này bộ gọng nó dày ở trong tầm tay tôi đây. Thì lúc bây giờ là ta sẽ cắt giật phía ngoài đầu này, cắt ngắn lại. Thì để có bộ gọng to và đẹp thì chúng ta phải nuôi phóng. Có nhiều người thì nuôi cành thở để cho nó khỏe cây là một, hai nữa là để sau này dễ làm. Nhưng mà có nhiều người là cũng, tôi cho rằng là cũng không hiểu lắm về cái cành thở nó như thế nào cả. Cành thở trong một số trường hợp người ta mới để. Ví dụ như cái trường hợp mà nó muốn cho cái thân nó to, cái chỗ đó nó bị thấp, nó to lên, thì người ta để cành thở chỗ đó. Sau phải cắt cành thở đi thì nó đủ độ to rồi thì cắt cành thở đi. Nhưng mà cái cách làm của tôi thì tôi lại làm khác với những anh em đó. Là tôi cho cái tay của tôi uốn xong bộ gọng, định hình cho bộ gọng, và tôi phóng luôn những cái cành này thở luôn. Thì tại sao chúng ta không nuôi thở để cho nó rút toàn bộ dinh dưỡng vận chuyển qua cây nó lên, cây vẫn to, không bị lỗi chỗ nào cả, mà tay của chúng ta vẫn to nhanh. Rồi sau đó ta cắt giật. Như thế thì là một công đôi việc, vừa có cành thở vừa được bộ tay. Thế thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi uốn để tạo hình cho cái cây này, và vẫn giữ nguyên những cái đầu cành để cho nó thở, và định hình bông tán cho cây này thì
tôi sẽ làm nhiều bông. Ví dụ như là cái tay này thành một bông, tay này một bông, và cái cành này, cái cành này cũng là một bông. Đó, bên này một bông nữa. Trên này cũng là một bông. Và chỗ này tôi sẽ uốn về trở thành một bông nữa. Bông này sẽ đè lên bông dưới. Bông dưới này. Thế thì có rất nhiều bông như thế. Sau này tôi định hình là bông thì bay ngang. Tính chi tiết từng bông thì từng bông bay ngang. Tất cả là bay ngang hết. Nhưng mà tính tổng quan một mái thì là nó đổ như hình cái nón úp. Thì cây nó sẽ có hồn cốt. Đấy, thì nhìn nó sẽ đẹp, và tổng quan bóng tán thì nó sẽ đẹp. Thế nhưng mà đi đến chi tiết từng tay một thì lại không lỗi. Tùy cây ta làm bông đổ nhá. Không phải cây nào ta làm bông cũng phải đổ như thế này. Mà có những cây phải bông bay. Từng bông bay, thế nhưng mà nhìn tổng quan thì lại là đổ. Đó là cái định hình của tôi với cây này. Trên cây cảnh thì có một số những lưu ý là nhìn theo cốt cây mà làm, không phải cây nào cũng giống cây nào. Cho nên là những cái điều đó anh em cần lưu ý. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi làm. Cái cây này là tôi đã uốn nhiều lần rồi. Thì trong quá trình uốn đến cái lúc mà những cái chi này nó bị thấp, nó căng, nó thấp, thì tôi phải tháo cái dây ra. Khi tháo dây ra rồi thì là phải để cho nó thở một thời gian, để cho cành nó thở ra, nó không bị thắt hẳn quá xấu. Đây chúng ta làm vừa uốn định hình vừa nuôi, cho nên là anh em không nên cắt bỏ những cái lá của nó đi. Lựa những cái lá này nó bị dập, bị gãy thì sẽ rất tiếc. Cây nó sẽ bị ốm. Chúng ta phải vào dây nhiều lần. Thường là khi làm anh em phải xoắn 3D cái tay này. Tôi đã xoắn trước rồi. Và tôi tháo dây ra, tôi đã để tự do. Nó bị trả lại một tí. Bây giờ tôi ấn trở lại thôi. Sau này tất cả những cái chi này mình tận dụng, mình vẽ đan xen vào như một bộ rộng, thì nó sẽ thành một bộ bông. Chúng ta xây dựng bộ rộng xong rồi, bộ rộng của cái bông xong rồi, chính là cái chi thứ cấp ấy. Xây dựng xong rồi thì lúc bấy giờ chúng ta mới xây dựng đến cái chi nhỏ hơn. Thank you.
clip này dành cho những anh em mà không có tiền. Không có tiền mua cây mịn, chúng ta chơi cây phôi. Thì làm phôi phải làm như thế nào cho nó nhanh. Thì vừa rồi đầu clip tôi đã nói qua rồi. Nói qua về cái vấn đề nuôi phóng tay cảnh. Sau này ta đưa cái này lên làm ngọn. Là một bông ở trên này, bông tầm này. Thì những cái này bay ra hai bông hai bên. Bông này đè bông dưới sẽ dài ra đây, bông trên ở đây. Như vậy là nó sẽ thành một hệ thống. Còn cái bông này thì tôi đang định hình. Bông này sẽ là bông dài nhất. Cái bông này xếp thế này, bông trên đến đây. Về cơ bản về chiều này là tôi đã uốn xong. Tuy nhiên như thế này chưa phải là đã xong hoàn toàn, mà chúng ta phải nuôi phóng cho cây nó bung hết ra. Những cái cành nó to bằng ngón tay, chi ngón to bằng ngón tay, bây giờ mới cắt giật tạo bông. Kiến thức về cây cảnh thì lớn, cho nên là chúng ta trau dồi từ từ, từng phương pháp một, từng giai đoạn một, thì chúng ta sẽ nắm bắt được. Làm cây không phải lúc nào nó cũng theo ý muốn của mình, phụ thuộc vào cái sức sống của cây. Có nhiều người ném đá lắm, tôi biết cái việc đấy. Nhưng mà bác nào biết rồi thì thôi, để cho anh em người ta chưa biết làm người ta học. Còn bác nào mà giỏi rồi ấy, những người giỏi thực sự người ta lại khiêm tốn, người ta không nói. Ta đóng góp xây dựng. Tôi xem clip trên mạng cũng nhiều, có những nghệ nhân giỏi thực sự, người ta làm cây rất đẹp mà vẫn bị cộng đồng ném đá. Tôi không hiểu là họ nghĩ cái gì họ ném. Người ta có những tác phẩm để đời, những tác phẩm đi vào lịch sử bonsai của Việt Nam mà còn bị ném đá, thì không hiểu là các bạn nghĩ cái gì. Cây làm nó phải có nhiều giai đoạn nó mới thành cây được. Người ta vừa làm xong cái, người ta không nói rõ là cây này sau này sẽ thế nào. Các bạn nghĩ là người ta không biết làm. Clip nước ngoài họ làm, họ rất là trân trọng cái cách làm cây mà họ tham gia, đóng góp ý kiến rất là văn hóa văn minh. Đúng hay sai thì cho một cái lời nhận xét mang cái chất có văn hóa thì cái cộng đồng của chúng ta nó mới phát triển được. Có một số thành phần vào chửi chửi tất. Mà trong clip của tôi, những ai mà chửi là vào trong thùng rác hết. Cái bình luận chửi tự động chui vào thùng rác, tôi cũng chẳng phải bận tâm. Tôi cài đặt sẵn rồi. Tôi cài đặt tự động. Ông nào chửi tự động chui thùng rác. Thank you.
Vâng, tạm thời tôi đã uốn xong cái bộ tay bông của cây này. Và bây giờ chúng ta để một thời gian nữa, chúng ta sẽ tháo dây và làm lại một vài lần như vậy nữa thì cái cành nó sẽ to. Và sang đến mùa thu sắp tới là cái thời tiết nó mát, tôi sẽ đưa cái cây này ra khỏi chậu. Tôi đưa ra khỏi chậu và tôi sẽ quây bồn cho ăn thật nhiều dinh dưỡng, nhiều đất thì cành nó sẽ to nhanh. Trong quá trình vừa nuôi vừa vẽ bông, nhiều người bảo là vẽ thì nó không đẹp, nhưng người ta không hiểu. Người ta vẽ nhưng người ta vẫn giật. Đó là cách làm. Vẽ để nuôi phóng, vẽ để tạo bộ gọng, bộ bông, cái bộ cốt của cái bông đó. Khi nó to bằng ngón tay rồi, cắt giật nó đi. Lúc bây giờ nó to, nó khỏe rồi, nó sẽ phi mầm ra các bên. Bởi vì bây giờ là nó đang nuôi những cái dăm trên đầu này. Nó không nuôi tập trung ở đây mà nó chỉ to cái chỗ này ra thôi. Sau này nó to bằng ngón tay rồi mà đến lúc mà mình cảm thấy nó đủ để mình hãm. Bây giờ cắt giật cái thì nó không dồn dinh dưỡng lên trên này nữa. Bây giờ nó dồn dinh dưỡng đây, nó bung hết những mầm non ra. Thì lúc bây giờ ta vẽ chi ngang ra các hướng. Đấy. Thì nó sẽ thành một bộ gọng. Khi vẽ xong bộ gọng rồi thì to đủ cắt giật. Cắt giật thì lúc bây giờ ta vẽ từng chi một. Khi bộ chi, bộ bông nó đủ kích thỡ, cỡ kích thước rồi, lúc bây giờ ta vo nó lại. Lúc bây giờ nuôi phóng xong gọng rồi mới đến dăm. Dăm những cái dăm ăn lên này, những dăm ăn lên như thế này, lúc bấy giờ ta mới bắt nuôi để cho lên. Lên rồi sau lại cắt, cắt ngắn tí một thì nó sẽ phi ra những cái dăm khác, nó sẽ thành những bộ dăm rất dày. Đó là lý thuyết chung về làm bông bonsai. Cái kỹ thuật có thể anh em làm nó giống nhau, nhưng mà cái mỹ thuật thì mỗi người một mắt một khác nhau nhé. Cùng chung một cái kỹ thuật đó thì nhưng mà có người làm cây đẹp, có người làm cây xấu đấy. Bởi vì mỹ thuật là chúng ta phải biết xếp bông tàng cho nó ấm thân hợp lý. Bông trên bông dưới không cách nhau quá xa. Nó hài hòa hợp lý, thuận mắt ưa nhìn thì lúc đó nó mới đẹp. Đó là cái mỹ thuật. Còn kỹ thuật uốn 3D, uốn lắc ngang lắc dọc, nó đều giống nhau hết. Đó, có một số người hỏi tôi là không biết cách uốn dây. Đấy, anh em mà không biết cách uốn dây thì có thể là nhìn vào đây. Tôi gấp đôi cái dây như này, như một cái sợi dây này. Tôi gấp đôi. Đấy, tôi căn vào cái đoạn giữa này, gấp lại hai bên, uốn vào. Góc nghiêng uốn là tầm khoảng 45 độ so với thân cành này. Xoắn 45 độ là chuẩn nhất. Và xoắn lưới tay. Lưới tay khi mình vặn 3D, mình vặn xoắn một chiều thì nó sẽ bị siết căng vào. Là một. Cái thứ hai là cái cành nó to ra thì nó sẽ đẩy. Nó đẩy, nó siết căng cái chỗ dây uốn này. Chính vì thế chúng ta không nên uốn quá chặt, uốn vừa tới lưới tay. Ví dụ như những chỗ này, tôi uốn rất là lưới tay để cho nó còn có cái mạch dây của cái cành này nó lớn lên, nó căng. Khi nó căng ra cái chúng ta lại phải tháo dây ra, để khoảng 1-2 tuần lại uốn tiếp, vào dây vài lần như vậy. Đó, tôi nói hơi nhiều một chút, thế nhưng mà tôi nói những cái điều trọng tâm để cho anh em mới chơi tham khảo. Còn bác nào mà đã làm bonsai giỏi rồi thì có thể đóng góp thêm ý kiến để cho anh em mới cùng học hỏi. Kiến thức bonsai thì rất là rộng. Mỗi một cây này là cái chế độ chăm sóc phải khác nhau.
mỗi một dòng cái chế độ chăm sóc khác nhau và cách làm khác nhau. Cây của miền Nam làm theo lối miền Nam, khí hậu miền Nam, cây miền Bắc làm theo khối lối khí hậu miền Bắc. Nhưng về nhìn chung thì cái bông tán phải xếp chuẩn theo lối quốc tế, phải học. Chúng ta học từ từ và chúng ta mạnh dạn chúng ta làm. Khi chúng ta làm được rồi thì chúng ta mới thấy là nó có cái điều hay ở trong này. Đó. Đấy là cái mà tôi muốn nói và nhấn mạnh và cùng anh em trao đổi. Có điều gì mà cần bình luận, đóng góp ý kiến thì các bạn đóng góp ý kiến bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng chia sẻ, cùng học hỏi lẫn nhau. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để thường xuyên nhận những video mới của kênh. Xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những video sau. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.